Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo cái mã QR cái điểm để khi các bạn chia sẻ nó sẽ được nhanh hơn. Đó, đặc biệt là những cái bạn nào mà làm bên nhà đất, địa chính, ngân hàng. Đó, ví dụ như bây giờ mình sẽ vào map. Đó, khi các bạn đến nhà khách hàng thì các bạn sẽ nhấn vào cái dấu cộng ở đây này để nó xác định cái vị trí. Đó, cái dấu chấm xanh đó là cái vị trí mà các bạn đang tới. Thì lúc đấy các bạn sẽ nhấn giữ để nó thả ghim. Đó, khi mình thả ghim như thế này là nó đã định vị được cái vị trí đó rồi. Thì các bạn sẽ nhấn ở phía dưới này, nó có chữ chia sẻ đây. Đó, thì các bạn sẽ nhấn vào copy, nó có cái hai cái hình vuông vuông đấy nhé các bạn. Thì các bạn sẽ copy cái địa chỉ này vào đó và các bạn sẽ thoát ra ngoài, các bạn sẽ vào CH Play và các bạn sẽ nhấn vào trình tạo mã QR. Đó. Rồi các bạn sẽ tìm tới cái trình tạo mã QR ở phía dưới này cho mình, có chữ ICAD đấy nha các bạn. Đó, và các bạn sẽ nhấn mở. Như mình đã tải về máy rồi thì thôi, còn bây giờ như chưa các bạn chưa thì các bạn cài đặt vào. Và mình sẽ sau khi cài đặt xong mình sẽ nhấn mở. Đó, và các bạn sẽ dán cái nơi mà các bạn vừa thả ghim vào. Và các bạn lưu ý nha, các bạn cần phải xóa cái chữ đã thả ghim này đi. Thì lúc đấy khi mà các bạn gửi cái mã QR này, bàn của bạn chỉ cần quét vào một phát là nó sẽ chuyển thẳng vào bản đồ luôn. Đó, nó rất là nhanh chóng. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn vào cái nút này. Đó, và các bạn sẽ lưu nó lại hoặc là chia sẻ trực tiếp qua Zalo luôn. Đó, hoặc là các bạn sẽ lưu nó lại nhé các bạn. Các bạn có thể đặt tên. Và các bạn đó, các bạn viết tên của khách hàng và các bạn nhấn lưu. Ok, như vậy là cái mã QR này đã được lưu và các bạn sẽ chia sẻ. Đó. Các bạn sẽ chia sẻ qua Zalo. Đây, đây là cái máy đã được chia sẻ trên Zalo. Đó thì chỉ cần lưu nó về thư mục hình ảnh. Đó. Và nhấn vào cái hình dấu cộng, nhấn vào chỗ quét QR hoặc là các bạn có thể nhấn trực tiếp vào cái mã QR luôn. Đó. Và tìm đến cái thư mục thư viện ảnh, nhấn vào cái mã QR các bạn vừa lưu. Đó, như vậy là nó sẽ chuyển trực tiếp đến Google Maps luôn và tìm nhà của khách hàng rất là dễ dàng. Đó. Và các bạn cũng có thể lưu cái mã QR này in trên hồ sơ hoặc là lưu giữ trên giấy chẳng hạn và quét nó rất là nhanh chóng. Rồi, video của mình tới đây là hết. Xin chào và cảm ơn các bạn.